Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Vô Chim Mông và mình là Thương. Bây giờ là tháng thứ 7 sau khi mình sinh em bé thì hầu như là cơ thể mình đã trở lại gần như là hoàn toàn bình thường. Số ký cũng giống như là trước khi mang thai rồi. Nhưng mà mình mất rất là nhiều cái cơ, người mình vẫn hơi lọc bọc, nó không được săn chắc như hồi xưa nữa. Cho nên mấy bạn hỏi bí quyết thì đây là bí quyết của mình. Mình thường tập những cái bài tập cơ ngắn, chừng 15 phút, 20 phút vào sáng mỗi ngày. Thì đây là một trong những cái bài như vậy ha. Nếu mà bạn bận rộn, bạn chăm em bé, hoặc là bạn có ngắn thời gian ngắn vào buổi sáng trước khi đi làm mà muốn tập các cái bài tăng cơ để săn chắc cơ thể hơn thì nên tập những bài như vậy. Tập xong bạn lau sạch hết mồ hôi đi, uống một cốc nước rồi tắm rồi đi làm, rất là bình thường ha. Nào, mình cùng nhau tập bài tập cơ của ngày hôm nay. Bài này mình sử dụng lực của cơ bụng, cơ đùi và phần mông nhiều, cho nên không phù hợp với những bạn mà lớn tuổi, những bạn chưa tập yoga bao giờ, hoặc là những bạn mới bắt đầu tập yoga, hoặc những bạn có vấn đề về cột sống nha. Nào, mình bắt đầu thôi. Hãy ngồi thẳng lưng lên giữa thảm của mình, lắc lư nhẹ, thoải mái nhẹ. Mình không quan trọng việc gác chân như thế nào ha. Bạn ngồi trong sự thoải mái nhất, dễ chịu nhất là được. Hai cánh tay lỏng lên gối, ngón cái, ngón trỏ có thể chắp nhẹ lại. Thẳng lưng nào, đẩy cái ngực về sau một chút. Hít một hơi dài, sau đó nhắm mắt lại, mình thở nhẹ nhàng ra. Mình ngửi một chút để cho cái tâm trí của mình, cái hơi thở của mình và cơ thể của mình hòa quyện vào nhau. Tập trung hết vào bên trong, từng hơi thở nhẹ nhàng, hít vào nhẹ nhàng, rồi thở ra nhẹ nhàng. Hãy thư giãn gương mặt của mình luôn. Cảm nhận lồng ngực và vùng bụng mình nâng lên khi mình hít vào. Rồi hạ nhẹ nhàng xuống, đẩy hết khí ra khi mình thở ra. Một hơi thở nữa nào, hãy cùng nhau hít vào một hơi dài, rồi mình thở dài ra, sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra. Nào, thả lỏng vai, mình quạt hai tay vươn lên trời và bắt đầu vặn lưng ha, ngang ngang cánh tay, nhìn lên nào, hít vào, hai tay chắp trên trời, xoay về bên phải của mình này, tay trái đặt lên gối, tay phải chống về đất phía sau và vặn người nhìn ra sau. Tiếp tục hít vào, quạt lên, hai tay chắp nhìn lên trời, vặn qua bên trái của mình. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Nhịp cuối cùng nào, hít vào và mình thở ra. Sau đó quay về giữa, hít vào, hai tay chắp và thở ra, hạ nhẹ nhàng về trước lồng ngực của mình. Mình sẽ chống tay và vào tư thế 4 điểm. Hai đầu gối mở bằng hông, hai bàn tay xòe vuông góc, lắc lư nhẹ hông và vai. Mình tập tư thế con bò con mèo một vài lần.
cho sống lưng mềm mại ra. Hạ vùng eo xuống, hít vào. Cuộn tròn vùng eo lại, thở ra. Cầm kéo vòng ngực của mình. Nào hít vào. Hãy tưởng tượng từng đốt sống uốn nhịp nhàng. Vọng lưng, cuộn lại nào, gập xương cụt. Kéo cầm, nhấc cao vùng bụng dưới. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Vòng cuối cùng, hít vào. Và cuộn tròn thở ra. Sau đó mình quay về vị trí trung tâm. Nào thay vì vọng lưng, hãy gồng bụng một chút xíu, dồn lực lên bàn tay bên phải, duỗi tay trái về trước, nhón mũi chân bên trái ha. Tay phải duỗi về trước, mũi chân trái chạm vào thảm của mình phía sau. Duỗi dài cánh tay. Nào mình sẽ bắt đầu bằng 10 nhịp nhấc chân bên trái lên khỏi sàn này. 1 hạ xuống. 2 hạ xuống. 3 hạ xuống. 4 xuống. 5 hạ xuống. 6 hạ xuống. 7 8 9 10. Nào giữ chân ở vị trí song song với mặt sàn, xoay về phải và mình duỗi tay phải nhìn lên trời. Sau đó quay về vị trí 4 điểm, hạ đầu gối trái, lắc lư nhẹ vùng vai. Mình sẽ tập y chang cho chân bên phải ha. Duỗi chân phải về sau, chống mũi chân dưới sàn. Duỗi tay trái về trước, nhìn về phía trước. Bắt đầu nhấc chân phải 10 nhịp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nào 10, giữ ở đây. Chân duỗi về sau, xoay mặt về trái và vươn tay trái của mình lên trời. Sau đó chạm tay trái xuống, về lại 4 điểm. Lắc lư hông, vai nhẹ nhàng. Nào tiếp tục, bám chắc bàn tay trái, nhấc chân bên trái duỗi về sau và duỗi chân phải về trước. Mình quan sát trước một nhịp ha, mũi chân, mũi tay nhấc cao, duỗi dài, hít vào. Mình sẽ thúc vào 2 lần này, quỳ chợ vào đầu gối. 1 lần, 2 lần, sau đó hít vào vươn lên. Nào bắt đầu, thở ra thúc vào. 1, 2, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. 1, 2, hít, 1, 2, hít. 1, 2, hít. 1, 2, hít. Thở, thở, hít. Cuộn lại, nhẹ ra. Cuộn lại, nhẹ ra. Tiếp tục nào. Cuộn lại, nhẹ ra. 3, 2. Nhịp cuối cùng nào. Nào, nhẹ ra. Sau đó hạ bàn tay, hạ đầu gối. Lắc lư vai nhẹ nhàng. Mình lặp lại y chang cho bên kia ha. Bám tay phải chắc, nhấc chân phải, nhấc tay trái nào, nhấc cao lên trước. Bắt đầu cuộn vào. Rướn ra. Rướn ra. Tập theo cái nhịp đậu của bạn nào.
ba nhịp nữa nào. Và kéo căng ra, sau đó hạ tay, hạ gối xuống sàn, lắc lư nhẹ nhàng vai, hông. Nào nhón mũi chân và mình sẽ đẩy lên tư thế chó úp mặt. Mình duỗi về sau, bàn tay bám chắc. Xòe rộng ra, bàn chân giữ chắc. Từ đây vươn về tư thế tấm ván. Đẩy về sau chó úp mặt. Và lặp lại ha. Về tấm ván, đẩy về sau chó úp mặt. Về trước, về sau, về trước, về sau. Tiếp tục tấm ván chó úp mặt, tấm ván vuông góc chó úp mặt. Bây giờ sẽ khó hơn một chút. Tấm ván vuông góc, nhấc tay phải lên hạ xuống, nhấc tay trái lên hạ xuống, đào đó. Và mình lặp lại tiếp tục ha. Tấm ván tay phải nhấc lên hạ xuống, tay trái nhấc lên hạ xuống, đào đó. Nào làm liên tục và nhanh hơn. Về trước, nhấc tay, hạ, đào đó. Về trước, nhấc tay, hạ, đào đó. Một, hai, đẩy ra sau. Một, hai, đẩy ra sau. Tiếp tục. Một, hai, đẩy ra sau. Nào, tiếp tục. Một, hai, đẩy ra sau. Lần cuối nào. Một, hai, và đẩy về phía sau. Dạng lưng mình ở tư thế đào đốc, một vài nhịp lắc nhẹ nhàng. Nào lần này sẽ khó hơn. Vươn về trước, vững chắc vào tư thế tấm ván, nhìn xuống sàn. Lần này sẽ nhấc bàn tay phải và chân trái lên khỏi sàn này. Một, hạ xuống. Tay trái, chân bên phải này. Hai, hạ xuống. Tiếp tục ha. Ba, xuống. Bốn, xuống. Năm, xuống. Sáu, xuống, cơ thể vẫn giữ ở tư thế tấm ván. 8, 9, 10, đẩy về đào đó, dẹn về sau, lắc lư vai và vùng hông nhẹ nhàng. Nào, bây giờ sẽ duỗi tay và duỗi chân, vươn về tấm ván, duỗi tay phải về trước, đá chân trái ra sau ha. 1, hạ xuống, tay trái này. 2, hạ xuống, 3, xuống, 4, xuống, 5, tập trung, 6, 7, 8, 9, 10, đẩy về tư thế đào đót trở lại. Sau đó mình hạ hai đầu gối xuống sàn, khép chân và ngồi lên gót chân. Mình sẽ tập squat từ vị trí ngồi ha. Hai tay đan nào, nhấc mông lên, 1, xuống, 2, xuống, 3, xuống, 4, xuống, 5, xuống, 6, xuống, 7, xuống, 8, hạ xuống, 9, hạ xuống, nhịp cuối cùng nhấc lên, hạ xuống, lòng bàn tay để ngửa, ngón cái chạm vào nhau. Hít một hơi thật sâu, thở dài ra. Một nhịp như vậy nữa nào. Hít một hơi dài và thở ra thật sâu. Sau đó mở hai đầu gối, trườn nhẹ về phía trước, bám bàn tay và hạ trán của mình xuống sàn. Nhẹ nhàng kéo hai tay chồng về gần khuôn mặt, nâng người mình lên và ngồi lên gót chân, xoay về vị trí phía trước trở lại. Quạt ngang hai tay, hít vào, ưỡn ngực, vươn vai, nhìn theo lòng bàn tay chắp.
Hạ tay chắp về trước ngực, thở ra. Một vòng nữa nào, hít vào. Lên, vươn cao tay rườn lên. Và chắp về trước ngực, thở ra. Xong rồi, đó là bài tập ngắn cho cơ, tăng cường sức mạnh cho cơ bắp của ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người trong cái bài tập lần sau nha. Bye bye mọi người.